Chương trình Tâm lý và đời sống với chị Michelle Phùng Tâm Bảo An. Xin kính chào quý vị khán thính giả của VNTV. Chào chị Michelle. Chào chị Vân Anh và xin kính gửi lời chào đến quý vị khán thính giả. Vâng, thưa quý vị, như quý vị cũng biết là khuôn mặt của chị Michelle rất là quen thuộc của chúng ta. Chị Michelle Phùng Tâm Bảo An là cố vấn hôn nhân và gia đình và chị cũng là người điều hành trung tâm trị liệu đa văn hóa vừa mới ra mắt tại San Diego của chúng ta trong một thời gian ngắn vừa qua, nhưng mà cũng đã đón nhận được sự ủng hộ rất là nồng nhiệt của đồng hương tại San Diego, phải không Michelle? Dạ thưa đúng chị. Dạ. Michelle có thể cho quý vị khán giả biết chút xíu về những sinh hoạt của trung tâm của chúng ta trong thời gian vừa qua. Dạ. Cảm ơn chị Vân Anh. Thưa quý vị khán thính giả, thì đối với Michelle đây là một cái hân hạnh, một cái cơ hội để có thể dùng cái gì mình có, mình đam mê để giúp cho cộng đồng Việt Nam, đặc biệt tại San Diego. Thì có được một số quý vị đã liên lạc với Michelle, thưa chị, để đến để được những cái trị liệu. Cũng nói với quý vị ở đây là cái trị liệu mà đôi khi không phải nói là mình phải có những cái nan đề gọi là tâm thần, thưa chị. Mà đôi khi mình có vài cái lẩn quẩn không hiểu rõ lắm về cái mục tiêu trong cuộc sống, hoặc là nhiều cái mình hơi hoang mang. Thì Michelle đến để giúp cho quý vị nhận ra những cái gì nó gọi là mình đang khúc mắc. Rồi quý vị thấy, ô tôi có những cái kỹ năng đó, nhưng mà đôi khi tôi không thấy, tại vì mình cứ lẩn quẩn phải suy nghĩ hoài. Đó, thì Michelle sẽ giúp quý vị đón nhận hay là tìm ra những cái kỹ năng của mình, hoặc là cũng tìm ra những cái yếu của mình, để rồi mình thấy, rồi mình tiếp tục, mình cố gắng, mình phấn đấu hơn. Đó. Và trong trung tâm của chúng ta thì có những cái dịch vụ cũng như những cái chương trình gì mà Michelle cũng như là cả các anh chị trong trung tâm muốn gửi đến quý vị đồng hương của chúng ta tại San Diego? Dạ, thưa quý vị khán thính giả, thì đây là một cái trung tâm trị liệu đa văn hóa. Có nghĩa là chúng tôi là những người cố vấn có được một cái kinh nghiệm hay là cái cuộc sống đến có nhiều cái ngôn ngữ, cái văn hóa khác nhau, thưa chị. Cho nên có nhiều người thì chúng tôi có nhiều ngôn ngữ khác nhau, cho nên nhiều người đến có thể là họ cũng cảm thấy gần gũi hơn. Đúng rồi. Thay vì là chỉ nói bằng tiếng Anh mà tôi có thể nói được tiếng mẹ đẻ của tôi. Thì giống như chính cá nhân mà sao thì nói được tiếng mẹ đẻ là tiếng Việt tiếng Nam Việt. Và không những vậy, mình hiểu được cái văn hóa chị, hiểu được cái phong tục của người Việt Nam mình. Thì làm như vậy thì khi quý vị đến, quý vị cũng cảm thấy gần gũi hơn. Và cũng thưa quý vị khán thính giả cũng như chị Vân Anh, khi chúng tôi làm những cái chương trình trị liệu này, chúng tôi ao ước quý vị đến với tính cách là mình học hỏi, chứ không phải là trong tiếng Việt Nam nói làm sao mình lại đi đem cái xấu đi ra cho người khác thấy. Quý vị biết không, thật sự nghĩ như vậy rất là tội cho quý vị. Tội là tại vì mình có nan đề, nhiều khi mình nói trong gia đình thì cái gia đình là cái nơi mà họ luôn luôn muốn bảo vệ mình. Đúng rồi. Nhiều khi cái nhìn của họ nó không có, nó không có, nó hơi chênh lệch. Hơn thế nữa, các anh chị đây là những chuyên viên đã được training, đã được huấn luyện để chuyên môn để mà giúp chúng ta trong cái lĩnh vực này. Hãy đến, đôi khi một, hai lần quý vị cũng đã tìm ra những cái khúc mắc để cho cái cuộc sống mình nó yên ổn hơn, bình an hơn, nhẹ nhàng hơn. Đó, đó là tại vì quý vị thấy mình ở đây đi làm cực khổ, rồi về lo gia đình, con cái nhiều khi rất là căng thẳng. Dùng cái tiêu chuẩn của chữ là so stress. Mà được có một người lắng nghe, rồi để thấy cho mình, giúp cho mình tìm ra những cái nan đề, rồi cho mình những cái kỹ năng để về mình áp dụng. Thì thật sự tôi thấy nó rất là tốt, nó rất là quyền lợi. Dĩ nhiên là thời gian, quý vị đôi khi nhưng mà bận rộn quá. Bận rộn, nhưng mà nếu mình chịu khó, mình đầu tư, mà mình có được những cái quyền lợi thì tôi nghĩ cũng nên xứng đáng chứ hả chị? Vâng, thưa quý vị, nói đến đây thì chúng tôi xin mời quý vị vào thăm trang nhà của Trung tâm Trị liệu Đa Văn Hóa. Mời chị Michelle có thể cho địa chỉ của cái trang nhà của chúng ta để quý vị vào thăm. Dạ thưa, rất là dễ nhớ là The Multicultural Therapy Center. Đó, thì khi quý vị đánh vô, thật sự quý vị đánh chữ Multicultural, rồi thêm chữ CRP là tôi tin rằng quý vị cũng sẽ thấy. Thấy rồi. Dạ. Và tới đây thì Vân Anh xin được hỏi chị Michelle là trong thời gian sắp tới thì trung tâm của chúng ta có những cái chương trình đặc biệt gì không? Dạ, trong thời gian gần nhất. Gần nhất là ngày Chủ nhật sắp đến này. Dạ, thì thấy được cái nhu cầu, thưa chị cũng như thưa quý vị khán thính giả. Tôi biết chắc rằng có một số các quý vị đang xem cái chương trình này có thể có ly hôn, ly dị qua, hoặc là đang có một cái suy nghĩ hay là có lục đục, hoặc là mình không có những cái người phối ngẫu mình muốn
làm cái điều đó. Thì đây là tôi nói là vấn đề ly hôn, ly dị hay là cái gia đình nó không được yên ổn. Thì đây là những người mà tôi mời gọi đến. Để chi? Để mình đến, mình cùng với nhau tìm được sự hỗ trợ cho nhau, tìm được cái sự giúp đỡ cho nhau, cũng như là nó gọi là một cái đường trường, thưa chị, để mà mình nói lên là sao tôi cảm thấy không được chấp nhận, sao tôi cảm thấy không được yêu, tại sao người đó lại muốn ly dị tôi, hay là cảm thấy có những cái mặc cảm. Đó, đây là nhiều khi đã ly dị 20-30 năm, thưa chị, mà đôi khi cái đó nó vẫn còn vương vấn, vẫn còn cứ nghĩ tới là đau, nghĩ tới là hận. Thì cái nhóm này chúng tôi muốn chuyên chỉ trong vòng 4 lần, thưa chị, nhưng mà một tháng chúng tôi chỉ làm một lần thôi, vào chiều Chủ nhật. Nên tôi ước ông quý vị có thể sắp xếp thời gian từ 12 giờ rưỡi cho đến 2 giờ tại cái địa điểm cũng rất là gần đây. Chúng tôi sẽ có trên màn ảnh để cho quý vị có được cái địa chỉ đó. Nhưng mà nói lại là cái group chúng tôi trong tiếng Anh nói là Divorce Processing Group, giúp nhau, yểm trợ nhau, đặc biệt là về nan đề ly hôn, ly dị. Vâng, thưa quý vị, khi mà nói đến ly dị thì là một cái điều mà không ai trong chúng ta muốn cả, thưa quý vị. Nhưng mà thực tế trong đời sống hàng ngày và tới với xã hội hiện nay thì quý vị thấy là cái vấn đề này nó xảy ra rất là nhiều và cái tỷ lệ rất là cao. Và dù muốn dù không thì chúng ta cũng phải đối diện. Cho nên Vân Anh tin chắc rằng cho dù khi mà đến cái con đường đó, cho dù dễ dàng hay khó khăn thì chúng ta vẫn cần có một nơi để mà chia sẻ, để mà có thể nghe ngóng được những cái kinh nghiệm mà chúng nó giúp cho cái giai đoạn khó khăn nhất trong cuộc đời của mình có thể đỡ nặng nề hơn, phải không chị? Dạ, nó tuyệt vời lắm, thưa chị. Tại vì sao? Là mình đến thì đây là những người cũng có cái tâm trạng giống mình. Thứ nhất là mình cảm thấy không phải một mình tôi để trong cái tình trạng này, cũng có những người khác. Rồi mình xem coi những người đó họ đang giải quyết như thế nào. Như thế nào? Đó, thì mình chỉ nghe như vậy không, mình cũng thấy được sự yên ủi, cũng thấy được học những cái kinh nghiệm. Rồi mình cũng có cơ hội để mình chia sẻ. Và cũng nói quý vị biết là khi mà tôi làm ra những group như vậy đó, là tất cả quý vị đến, quý vị chia sẻ, quý vị học hỏi đều nó cũng dừng ở đó thôi. Để cho quý vị không cảm thấy là tôi không muốn cho người khác biết. Tại vì quý vị đến thì những anh em ngồi trong đó cũng có tình trạng như quý vị. Nhưng mà rồi sau đó thì mình về, ai nấy đường đi. Nhưng mà mình có được cái sự, thứ nhất là mình có thêm một số kiến thức. Thứ nhì là mình cảm thấy có được sự thông cảm, là tại cũng có những người cũng có đồng một tâm trạng như mình. Đó, cho nên đây là cái nhóm, thưa chị, là tại vì có vài người, một cái câu chuyện rất là đáng thương. Cô gọi lên, cô nói, thưa chị, em có đứa con, em... Ông chồng gọi nói là anh không cảm thấy muốn trong cái mối liên hệ này nữa, cho nên là anh muốn ly dị. Cô vợ mới nói là nó, chị biết không, bây giờ em cảm thấy cô đơn, cảm thấy lạc lõng, em cần có một cái nhóm được support với nhau. Đó làm cho tôi cảm động và tôi nói như vậy thì tôi biết đây là có cái nhu cầu và mình nên có những cái group như vậy. Dạ vâng, cảm ơn chị Michelle rất là nhiều. Và thưa quý vị, một lần nữa quý vị có tất cả những thắc mắc hãy gọi ngay cho chị Michelle ở số điện thoại là 619-405-7794, phải không chị? Đó là số Michelle, đó là số điện thoại để quý vị có tất cả những cái thắc mắc, không phải chỉ là cái vấn đề này mà tất cả những cái vấn đề nào liên quan đến cuộc sống của chúng ta. Thì quý vị ở trong hoàn cảnh nào, đừng để nó cô độc, hay đừng để cứ lần qua theo năm tháng mà không tìm sự giải quyết. Đó là cái điều tôi có thể khuyên hay là đưa đến, tìm đến sự giải quyết một cách nào đó để mà người mình được sống yên ổn, đừng có để nó quá nặng nề rồi đâm ra cuộc sống mình không còn ý nghĩa. Và cho nên ước mong quý vị có thể liên lạc, tôi có thể giúp được bất cứ trên khía cạnh nào thì có thể giúp. Vâng, thưa quý vị, lớp học sắp tới tại Trung tâm Trị liệu Đa Văn hóa với chị Michelle Phùng Tâm Bảo An vào Chủ nhật sắp tới đây. Số điện thoại để quý vị liên lạc 619-405-7794. Cảm ơn chị Michelle, cảm ơn quý vị và xin thân ái chào tạm biệt.